Lợi Chi Quan minh tinh Thẩm Thí Hằng. Nghị sĩ Kim Cương khóc ngất, ánh mắt dõi theo, dặn dò người con trai ruột. Trong tang lễ minh tinh Thẩm Thí Hằng ngày 12 tháng 9, diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, trong không khí trang nghiêm, sau khi bà Dương Cẩm Thí, Chủ tịch Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và con trai nữ nghệ sĩ quá cố An Nguyễn Xuân Ái Quốc đọc lời điếu văn, sau đó là những nghi thức lễ di quan nghệ sĩ Thẩm Thí Hằng. Trong suốt buổi diễn ra tang lễ, ai cũng xúc động trước tình cảm, tình bạn của nghệ sĩ lão thành, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương đối với người bạn thân suốt 50 năm gắn bó bên nhau trên con đường nghệ thuật cũng như cuộc sống đời thường. Từ trên đỉnh cao sự nghiệp của hai người cho đến khi tượng đài nhan sắc Thẩm Thí Hằng lui về ở ẩn vì nhan sắc đã không còn xinh đẹp như xưa, nhưng bà vẫn luôn có một người em đồng hành bên cạnh, đó là bà nghệ sĩ Kim Cương. Mặc dù sau này nhan sắc của Thẩm Thí Hằng không còn đẹp như xưa, nhưng không vì lẽ đó mà nghệ sĩ Kim Cương ghét bỏ đàn chị của mình, mà bà vẫn luôn yêu thương và giúp đỡ, tâm sự với nhau trong những ngày không còn trên đỉnh cao của sự nghiệp. Khi người đời khen chơi nhan sắc của Thẩm Thí Hằng, thì bà lại bên vực cho đàn chị của mình. Bà nói nhan sắc của Thẩm Thí Hằng không đến nỗi như những gì mà mọi người đã đồn đại. Bà vẫn yêu thương và hỏi han nhau cho đến khi nghe tin đàn chị qua đời. Mặc dù trong người mắc bệnh tim, bà mới từ bệnh viện trở về, nhưng đêm nghe tin bạn thân qua đời, bà đã không ngủ được vì mong cho trời mau sáng để đến nhà thăm người bạn đã gắn bó mấy mươi năm bên nhau. Bà là người túc trực rất sớm trong tang lễ tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Dù gia đình bà đã can ngăn không cho bà đến tham dự vì sức khỏe của bà hiện tại rất nguy hiểm, nhưng bà vẫn nhất mực xin được đứng trong ban tang lễ cho người bạn thân của mình. Có lẽ bà cũng muốn làm một điều gì đó cuối cùng cho Thẩm Thí Hằng, đó là sự chu toàn sắp xếp tang lễ một cách chu đáo nhất, khi mà có lẽ rằng sẽ không còn một ngày nào nữa cả hai có thể ở bên nhau để mà hàn huyên tâm sự. Bây giờ người ở lại chỉ còn mỗi mình bà. Cũng như ngày hôm nay, trong lễ di quan, bà cũng đã đến tang lễ rất sớm. Sau đó khi lễ di quan đưa nghệ sĩ Thẩm Thí Hằng từ nhà tang lễ đi ra xe, bà đã lê từng bước chân thật chậm vì đi không vững, phải có người dìu kế bên. Bà khóc rất nhiều, khóc từ nhà tang lễ cho đến khi người bạn thân Thẩm Thí Hằng được an vị trên xe tang. Sau đó bà đã dặn dò người con trai lớn của Thẩm Thí Hằng: con hãy thay mặt bà đưa nghệ sĩ Thẩm Thí Hằng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Có lẽ những ngày qua sức khỏe của bà cũng đã suy kiệt rất nhiều, bà không thể đưa bạn mình cho tới chặng đường cuối, mà lễ đồng quan sẽ được diễn ra tại Phúc An Viên, quận 9. Những đêm thức trắng, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương hồi tưởng đầy đủ gương mặt, tính cách hồn nhiên và vẻ dị thương của minh tinh quá cố Thẩm Thí Hằng. Vừa về nhà sau mấy ngày nhập viện điều trị bệnh tim, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương nhận tin minh tinh Thẩm Thí Hằng qua đời. Bà sốc nặng, mấy đêm liền không ngủ được. Tôi không tin Hằng mất, tôi nghĩ mình sẽ đi trước Hằng vì cô ấy trẻ, khỏe hơn tôi. Lẽ dĩ nhiên ai thoát được sinh lão bệnh tử, nhưng tôi cứ hoang mang hoài. Kim Cương nói, với bà, Thẩm Thí Hằng không chỉ là đồng nghiệp mà còn là người bạn, người em thân thiết hơn 50 năm, là số rất ít người cùng thế hệ Kim Cương còn sót lại. Nghệ sĩ nhân dân trầm ngâm nói, tôi như chết một phần trong con người mình. Kiều Chinh, Túy Hồng ở xa tôi vẫn sốt sắng nhờ tôi mua hoa viếng, đốt nhang cho Hằng. Người ta gọi cho tôi cả trăm cuộc. Con trai bảo tôi tắt điện thoại đi, nhưng tôi không thể. Thời bây giờ còn mấy người biết Hằng đâu. Hằng mất, người ta biết gọi cho ai ngoài tôi bây giờ. Dù yếu, Kim Cương đã tha thiết xin Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh để bà được tham gia tổ chức đám tang cho Thẩm Thí Hằng. Bà muốn tự mình đưa tiễn người tri kỷ này. Hơn 50 năm thân nhau, Kim Cương và Thẩm Thí Hằng trải qua nhiều buồn vui, thậm chí từng có lúc không nhìn mặt nhau. Nghệ sĩ nhân dân cười khổ, nhớ những lần bị kích động, chia rẽ bà với Thẩm Thí Hằng vì tính cách ngây thơ, thật thà. Thẩm Thí Hằng tưởng Kim Cương nói xấu mình thật, nên giận hờn. Điều tôi thương nhất ở Hằng là tính vô tư, ai nói gì cũng tin, không biết sự tâm hiểm của nghề nên thường xuyên sập bẫy, bà kể. Để không xảy ra cảnh hai ngôi sao mâu thuẫn, xích mích, Kim Cương chủ động làm lành, chiều theo mọi ý muốn của Thẩm Thí Hằng. Bà luôn yêu cầu đặt tên mình sau tên Thẩm Thí Hằng. Trong các poster, affiche, khi mời đóng kịch, bà luôn để Thẩm Thí Hằng
chọn bất cứ vai nào Minh Tinh thích, sẵn sàng vào vai phụ để giúp cô em tỏ sáng. Có lần Thẩm Thế Hằng đùng đùng chạy đến chất vấn Kim Cương, sao bà nói tôi như vậy. Nghệ sĩ Nhân Dân trách ngược, tôi với bà chưa thân, bà không biết con người tôi sao mà đi tin người khác vậy. Thế là hai chị em làm hòa, rủ nhau đi uống nước. Sau này Kim Cương và Thẩm Thế Hằng hiểu và thân nhau hơn. Nhiều lần hai chị em tâm sự rồi ôm nhau khóc. Câu bây giờ chỉ còn hai chị em mình, ráng nương nhau mà sống của Thẩm Thế Hằng luôn văng vẳng trong đầu bà. Khi Thẩm Thế Hằng ngừng đóng phim, Kim Cương đã thuyết phục đàn em trở lại nghệ thuật với bộ môn kịch nói. Nhờ vậy khán giả mới được xem Thẩm Thế Hằng tỏa sáng với vai diễn Phồn Y trong vở Lôi Phụ kinh điển. Đó là vai diễn để đời của Thẩm Thế Hằng, cũng là màn thể hiện nhân vật Phồn Y xuất sắc nhất trong tất cả các phiên bản kịch nói Lôi Phụ. Một năm Hằng ở đoàn kịch nói Kim Cương là một năm hạnh phúc nhất của hai chị em tôi. Chúng tôi cùng nhau chịu cực, chia ngọt sẻ bùi, ngủ cùng nhau mỗi đêm, nghệ sĩ Nhân Dân kể. Ngoài công việc, hai nghệ sĩ gạo cội thường xuyên rủ nhau đi chơi. Các sự kiện quan trọng nhất cuộc đời Thẩm Thế Hằng như đám cưới, đám tang chồng đều có Kim Cương ở bên. Quãng cuối cuộc đời, Thẩm Thế Hằng tu tại gia, ăn chay trường, mỗi ngày chỉ ăn một bữa vào buổi trưa. Mỗi lần hai chị em hẹn đi ăn, Kim Cương lại cầu nhau vì Thẩm Thế Hằng nhất quyết không ăn gì, chỉ nhìn đàn chị ăn. Bà và Thẩm Thế Hằng thường chiêm nghiệm về những gì xảy ra trong đời, hai người vỗ về nhau những nỗi khổ tâm không biết chia sẻ với ai. Kim Cương cũng đính chính tin đồn sai lệch về cuộc sống của Thẩm Thế Hằng cuối đời. Cụ thể, khoảng cuối đời, Minh Tinh một thời sống đầy đủ, thoải mái, dành tiền lành từ thiện giúp đỡ cộng đồng. Mấy năm trước, có lần nhà hàng ở Bình Quế, thành phố Hồ Chí Minh bị mưa ngập, các con hàng đã tức tốc mua nhà mới cho cô ấy. Làm gì có chuyện cô ấy khó khăn, Kim Cương nói. Hai năm gần đây, do vấn đề dịch bệnh và sức khỏe, Kim Cương không được gặp Thẩm Thế Hằng, chỉ liên lạc qua điện thoại. Mấy đêm thức trắng, Kim Cương hồi tưởng đầy đủ gương mặt, tính cách hồn nhiên và vẻ dễ thương của Thẩm Thế Hằng. Kim Cương nói, đợt thành phố Hồ Chí Minh bùng dịch, Hằng có đi xin thuốc phát cho người dân. Tôi can nói, bà đừng phát thuốc bừa bãi, người ta có chuyện gì bà ở tù. Nhưng Hằng quả quyết đã tìm hiểu kỹ càng. Hằng là vậy, hồn nhiên, chân phương đến phút cuối cùng, không biết toan tính cũng không thù ghét ai bao giờ. Về chuyện người đời, bàn tán gương mặt mình, Thẩm Thế Hằng không buồn giận hay để lòng, xem như nghiệp của mình. Kim Cương cho hay, điều tôi mừng nhất là cuối đời Hằng thanh thản hơn tôi. Hằng vũ được hết vinh hoa nhọc nhằn của người nghệ sĩ. Các con Hằng đã lớn thành đạt, cô ấy không phải lo lắng điều gì nữa. Vì thế Hằng ra đi trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng, không vướng bận. Bà nói thêm, Hằng mất nhưng hình ảnh vẻ đẹp của cô ấy sẽ mãi còn đó, là biểu tượng nhan sắc của Việt Nam. Giống như những năm xưa, tôi, Hằng và Kiều Chinh thường đi các sự kiện điện ảnh quốc tế, giữa bao nhiêu người đẹp mà chỉ có Hằng luôn luôn nổi bật.